Xin chào mấy bạn đã quay trở lại với kênh của tôi, Kèm Hay Thế Giới. Sau một thời gian vắng bóng tại thế giới tiền sử ARK, nay tôi quay trở lại. Trong những series trước, tôi đã đến thăm nhà của King Kong, Godzilla và ngay cả mẹ cha Godzilla. Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục cái series đó, nhưng lần này lại đến nhà của bướm đêm Mesura. Vâng, như tất cả chúng ta đều biết, Mesura là một titan bướm bướm khổng lồ, thì chắc chắn nó sẽ làm tổ ở trên không. Cậu tự giới! Cứu tôi với! Hả? Tên con người ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Làm ơn giải cứu tôi khỏi lũ kiến khổng lồ đi! Lúc này tôi đã gặp được một con yêu tinh rất là quen thuộc. Sau đó tôi cũng nhanh chóng giúp nó bắn lũ kiến khổng lồ đang bao vây định ăn thịt nó. Thì ra con yêu tinh này tôi đã từng gặp trong cái thế giới mà tôi đi đến nhà của Mecha Godzilla. Cảm ơn! Cảm ơn em con người xinh đẹp! Anh lại được gặp được em rồi! Sao lần trước em nói em làm vợ anh mà em bỏ đi gì kỳ cục quá vậy? Các bạn có biết hay không, con yêu tinh này nó rất là dễ sờn. Nhưng mà đổi lại, cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng có cách. Tôi cũng nhanh chóng kể hết tất cả những cái mong muốn của tôi tới được nơi tai tành bướm bướm Mesura cho nó nghe. Nó cũng đã đồng ý nghĩ cách hứa giúp tôi, nhưng mà với điều kiện tôi phải múa sexy và múa gợi cảm để cho nó thỏa mãn cái cơn dê sờm của nó. Múa đi em con người, nhìn em đẹp quá hả? Múa đi cho anh nhìn, anh thiệt pha, lấy anh nghĩ cách đưa em bay lên trời. Tôi lúc trước thân xác con trai, tâm hồn con gái, nay tôi chuyển giới, nhưng thật không ngờ lại lọt vào cái mắt dê sờm của cái con yêu tinh này. Không còn cách nào khác, tôi cũng bắt đầu nhảy múa tung tăng một chút. Và rồi cái con yêu tinh này nó rất là thích. Sau đó nó cũng đã đồng ý sẵn sàng giúp đỡ tôi. Thiệt là đã quá đi. Ôi trời đất ơi, chưa bao giờ thấy gái đẹp múa. Được rồi, anh sẽ giúp em bé yêu con người à. Chúng tôi cũng nhanh chóng di chuyển lên đường, đi tìm một cái sinh vật nào đó biết bay để chở chúng tôi bay lên trời. Cái con yêu tinh bảo tôi chạy về phía trước một chút, thì chúng tôi thấy được một đám chuồn chuồn khổng lồ. Wow. Lúc này con yêu tinh nhảy khỏi người của tôi và bắt đầu di chuyển về phía cái lũ chuồn chuồn khổng lồ. Nó sử dụng khả năng yêu thuật của nó khống chế một trong số những con chuồn chuồn đó, và rồi điều khiển con chuồn chuồn đó quay trở lại làm thú cưỡi cho tôi để chúng tôi có thể bay lên trời. Bé yêu ơi, anh bắt chuồn chuồn cho em rồi nè, em nhanh chóng leo lên đi. Em thấy anh giỏi không? Em về làm vợ anh đi, anh hứa yêu em trọn đời, anh không thay lòng đổi dạ đâu. Các bạn thấy tôi khổ hay không? Tại sao thế giới này không có trai đẹp tới cua tôi, mà cái con yêu tinh lùng tịch xấu quơ xấu quắc nó cứ cua tôi hoài à? Đã vậy, nó nói những cái lời mặt ngọt chết tiệt này nghe phát ớn à. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của nó, tôi lại nhanh chóng được đưa bay lên trời, nơi mà được cho là hang ổ của bướm đêm Mesura. Di chuyển trong một khoảng thời gian khá là lâu, chúng tôi cũng bay tới những cái đảo lơ lửng trên trời thật là kỳ diệu. Và rồi tới nơi thì con chuồn chuồn lẫn con yêu tinh cũng không dám ở đây lâu. Bọn chúng nhanh chóng quay trở về nhà, để cho một mình tôi tiếp tục cuộc hành trình đến nhà của bướm đêm Mesura. Tạm biệt em yêu nha, khi nào chúng ta gặp lại, cho anh hung miếng, giờ anh về đây, ở trên đây nguy hiểm anh sợ chết lắm. Tôi lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước, lên đường, di chuyển được vài bước. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của những con côn trùng đang nói chuyện với nhau, dường như một cuộc nói chuyện rất đặc biệt. Anh à, em chán cái cảnh ngoại tình này lắm rồi. Bộ anh không yêu em hả? Anh về anh hãy giết con vợ của anh đi, rồi chúng ta sẽ chính thức trở thành cặp thành đôi. Hả? Chết tiệt, thì ra đây chính là một cuộc ngoại tình giữa một con bướm bướm đực và một con bọ cái. Con bọ cái đang khuyên con bướm bướm giết vợ của mình. Tôi không thể nào đứng làm ngơ được, phải tiêu diệt hai cái kẻ cặn bã này mà thôi. Tôi tưởng đâu loài người mới là loài không chung thủy, ai ngờ bướm bướm với bọ nó cũng thích tò te tí teo ngoại tình với nhau nữa. Tôi lại tiếp tục di chuyển thẳng về phía trước, không biết bao giờ tôi mới có thể gặp được tai tình bướm bướm to bự Mesura như trong truyền thuyết nữa. Rất là khó khăn với tôi. Thì lúc này tôi lại bắt gặp một con bướm bướm cái. Nó đang khóc sướt mướt giống như là bị bồ đá vậy. Tôi cũng chạy lại gần nó và hỏi rằng làm sao có cách nào để gặp được chúa tể tại nơi này, tai tình Mesura. Bên đây tên con người, ngươi gặp ngày ấy để làm gì? Ngươi hại ngày ấy à? Ta không có chỉ đường đâu. Ô, sao mà cái con bướm bướm này giống nằm trong mối tình tay ba mà tôi vừa giết hai cái kẻ ngoại tình hồi nãy quá vậy?
Tôi cũng nhanh chóng quay lại và an ủi nó, kể hết tất cả mọi chuyện tôi đã làm. Hả? Cái gì? Ngươi đã giết chết chồng của ta rồi hả? À mà thôi, cho chết luôn đi. Với lại cái con nhỏ dụ chồng của ta nữa. Mặc dù ta hơi buồn, nhưng mà ta cảm thấy thỏa mãn lắm. Cảm ơn ngươi. Và thế là nhờ sự vô tình, tôi cũng đã đánh ghen giùm cái cô bướm bướm này. Cô ấy cũng đã biết ơn và giúp đỡ tôi, cũng nhanh chóng cho tôi lên lưng và bay tới nơi được cho là có tài tành mọi sâu ra. Trên đường đi, cái cô bướm bướm này hễ gặp bất cứ con bọ nào đều muốn tè vào trong mặt của nó cho bỏ ghét. Bởi vì mấy con bọ cái hay đi dụ chồng của mấy con bướm bướm lắm, nên hễ gặp ở đâu đều bị ghét ở đó. Này, tên con người, cảm ơn người đã giúp đỡ đánh ghen giùm ta nha. Nhưng mà ta đưa người tới gặp bồ cũ của ta, anh ấy to bự khỏe, sẽ đưa người bay tiếp. Chứ ta con gái yếu ớt. Thế rồi một cuộc gặp gỡ giữa bướm bướm mẹ đơn thân và bạn trai cũ, họ cũng đã liếc mắt đưa tình lẫn nhau. Con bướm bướm cái cũng không quên nhiệm vụ, nhờ con bướm bướm đực bồ cũ của nó chở tôi bay tới nơi được cho là có sự xuất hiện của Titan Mosora. Con bướm bướm đực chắc chắn không thể nào từ chối rồi. Và rồi nó cũng nhanh chóng cho tôi lên lưng và bay thật nhanh. Lúc này bầu trời kéo sương mù dày đặc, di chuyển rất là khó khăn, nhưng con bướm bướm đực quyết giúp đỡ tôi tới cùng. Trên đường chúng tôi gặp được những cái con kiến ba khoang biết bay khổng lồ. Ôi quỷ thần thiên địa ơi. Lúc này con bướm bướm cũng nhanh chóng bay lại gần tấn công bọn chúng, để không bị bọn chúng cản đường làm lạc hướng. One hour later. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã tới đích. Một con bướm bướm rất bự xuất hiện trước mặt của tôi. Nhưng mà Không, đây không phải là Mosora trong truyền thuyết tôi đã nhìn thấy. Đây không phải là Titan bướm bướm. Nhầm rồi. Cái gì? Ngươi muốn tìm Titan Mosora, tên con người kia? Đó chính là mẹ của ta. Thì ra đây chính là một con bướm bướm con của Mosora mà thôi. Tôi cũng nhanh chóng năn nỉ nó, làm ơn cho tôi gặp Titan khổng lồ đó đi. Làm ơn cho tôi gặp mẹ của nó đi. Được rồi, mau lên lưng ta đi. Nhưng đổi lại, ngươi phải bắt bồ chét cho ta đó. Dạo này trên người ta ngứa quá, mấy năm rồi ta chưa tắm nên bồ chét hơi nhiều. Tôi tất nhiên cũng đã đồng ý với điều kiện của nó rồi. Nó cũng nhanh chóng cho tôi lên lưng và đưa tôi lên đường. Trên đường, nó cũng đã phô trương sức mạnh của loài bướm Titan cho tôi thấy. Nó đã tấn công vào một con rồng đất nham thạch. Một phát duy nhất khiến con rồng đất đó chết. Và rồi nó bay lên cao, phá những cái ổ của loài ông chúa. Hài, thật là ghê gớm quá. Tên con người, ngươi đừng có nghĩ như vậy là mạnh. Ở thế giới bên ngoài kia, có một loài cũng mạnh hơn cả loài bướm của chúng ta nữa. Đó chính là Godzilla. Ngươi có biết về Godzilla không? Tôi tất nhiên là biết rồi. Tôi cũng đã kể với nó rằng tôi từng là bạn của Godzilla. Đó là một con Godzilla cái rất là bự, khổng lồ. Thì ra ngươi là bạn của cái con Godzilla đó à. Ngươi có biết không, mẹ của ta là mối tình đầu của nó đó. Trong suốt quãng đường di chuyển, chúng tôi đều trò chuyện. Do đó tôi biết rất nhiều những bí mật rằng Godzilla trước đây từng yêu Mosora. Cả hai con đều có giới tính là nữ, nên một mối tình đồng tính liên ái kéo dài không bao lâu thì Godzilla lại bỏ đi lấy chồng, sinh con. Hai. Kìa kìa, tới rồi, mẹ của ta đang ở bên dưới đó. Đây chính là một vùng đất mới. Mẹ của ta đang đánh với lại những cái con rồng lửa để tranh giành vùng đất mới này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới nơi. Đây chính là một nơi rất là lạnh lẽo, băng giá. Nhưng mà con Mosora muốn mở rộng lãnh thổ của mình, nên đã tranh giành với lại những cái con rồng lửa đang ngự trị ở đây. Một cuộc chiến rất kinh thiên động địa. Mẹ ơi, là con đây. Con tới đây giúp đỡ mẹ đây. Mẹ thấy con đem cái thứ gì tới đây nè? Là một tên con người. Chết mẹ, tới đây làm gì? Nơi đây nguy hiểm lắm, mau về nhà đi. Lúc này tôi cũng nhanh chóng quát lớn. Tôi có thể giúp bà, thưa Titan Mosora. Tôi có thể giúp bà nghĩ ra cách để đánh bại hết cái lũ quái vật rồng lửa ở đây. Thế là bà ấy cũng đã chấp nhận cho tôi leo lên trên đầu của bà ấy. Tôi cũng nhanh chóng đưa ra các chiến thuật tấn công những con rồng lửa xung quanh trước, và sau đó tấn công cái con đang nắm chùm. Bà ấy cũng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để cường kích từng con. Và kết quả thật đáng bất ngờ. Lũ rồng lửa đã bị hạ dần dần. Và nhờ cái trí tuệ 1+1=5 của tôi cũng đã giúp cho Titan Mosora nhanh chóng trở thành chùm cả khu vực này.
Vâng, vậy là tôi cũng đã thực hiện được thử thách ngày hôm nay, đến thăm nhà và rồi chinh phục được Titan bướm đêm mà sâu ra rồi. Và tôi cũng đã cho mọi người thấy được hình dạng sức mạnh thật sự của cái con bướm bướm đại khổng lồ này là như thế nào. Vâng, vậy là nội dung giải trí của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.